Hello, xin chào cả nhà. Ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc cả nhà. Chào các ơi Nhật. Đẹp vô. Ban để tôi quay bà cái. Bà đẹp quá bà Phượng ơi, bà quay lại mặt tôi coi coi bà Phượng. À, cả nhà bắt được ổ ong nữa cả nhà, có một chút xíu à. À mật nè cả nhà, mật quá chừng cả nhà. Nay mình cũng mẻ vườn này nó cũng hơi cao cao nha cả nhà. À, cả nhà có ủng hộ, thương tình ủng hộ mình á, nhớ cho mình xin một đăng ký, một lượt like nha cả nhà. Trời mưa nhưng mà dừa nó vẫn còn hút hàng, tại vì không có trái nha cả nhà. Chủ dừa hâm tuột tuột chứ chưa tuột đâu cả nhà ơi, chừng nào tuột thì mình mới báo cho cả nhà biết nha. Hôm qua về nó hâm thôi chứ nó chưa, dừa còn treo lắm, nó bị ảnh hưởng nước mặn nó treo rồi cả nhà thấy không, treo nó không có đâu, chưa đi. Ông mà thấy ông quất dừa là sợ lắm cả nhà. Còn thấy thằng Nhật là nó bu lại đó, tại nó ghét đó cả nhà. Bắt nó hoài á, nó ghét, bắt bạn của nó ghét đó. Cái này dừa khô. Mình mua dừa khô luôn cả nhà. Cho cái chị chủ vườn này. Này dừa khô mình mới xả, còn dừa nạo thì mình cho dây xuống đó cả nhà. Mình bẻ cái vườn này hoài à, mà không phải dừa này mình để cho khô cả nhà, mà tại nó mủ vậy nè, xấu xấu vậy mình để cho khô. Tại vì mua bán dừa đẹp mình mới bẻ chứ. Trời chuẩn bị mưa nữa rồi cả nhà. Ông quất dừa, ông leo tốt lên cây dừa nữa rồi cả nhà. Ở quê mình không mưa được thôi, mưa được là mưa hoài á cả nhà. Mưa lâm râm rồi cả nhà. Bây giờ là chuẩn bị mưa lâm râm nữa rồi. Mình nay mình dầm mưa, mình quay cho cả nhà xem luôn nha, cho mấy ông này hái dừa trong mưa luôn nha cả nhà. Cả nhà thấy có hay cả nhà đăng ký ủng hộ mình nhiều nhiều nha cả nhà. Cả nhà thấy không, trời chỉ mưa quá trời cả nhà. Hai Dũng chơi hoài cháu mượn động ơi. Hả? Hai Dũng chơi hoài á. Lết 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 xem anh. Mà cũng đi dắn chắc được hả? Được, ở chơi bò nhiều quá. Đúng rồi. Ừ, cả nhà thấy không, thấy ông quất dừa cũng leo rồi cao ghê không cả nhà, mà mưa râm râm á, lất bất phay mưa rồi đó, lất bất bay. Không biết là hôm có anh chị nào bình luận gì không, mà sáng giờ ông quất dừa ông cứ ông rình ông mượn điện thoại mình quay phim hoài cả nhà. Tự nhiên nay ông xiên đó cả nhà, không mượn điện thoại nó đưa đây tôi quay cho bà ơi. Những mưa mù mịt cả nhà.
nhưng mà mình vẫn đi hái dừa, tại dừa không có mình cũng vẫn đi cả nhà. Mà đi đừng mình quay phim cho cả nhà xem ha. Cái tem mình là nó cực nè. Cả nhà có thương tình đó, cả nhà đăng ký cho mình nha. Trời ơi. Nói cho mà nghe. À, cả nhà thấy cái gì không cả nhà? Cái này là muốn khô rồi nha cả nhà. Mà nó không có nước nôi gì đâu cả nhà. Ảnh hưởng nước mặn nè. Nó không có nước cả nhà. Nó có tí xíu à, gờ cái anh ba. Có tí xíu vậy nè cả nhà. Cả nhà thấy không, trái này lớn vậy nè. Con cá này nè, bự nè cả nhà. Nè, thấy chưa cả nhà. Đi xuống lên. Đi hái dừa không có cả nhà. Rồi đi đi thả lưới luôn á cả nhà. Cả nhà thấy dừa ảnh hưởng nước mặn không cả nhà? Thấy này trái xanh xanh đó cả nhà. Mà nhỏ tí tí vậy nè cả nhà. Cứng nó rồi muốn khô rồi cả nhà. Cái này chủ khác nữa cả nhà. Hai chủ rồi. Chủ kia mình bé dừa ta, còn chủ này dừa xiêm cả nhà. Dăng thêm cá sặc. Chủ vườn này bà nói là có cá sặc nhiều lắm. Đó nó chạy động hay gì á. Cái chị chủ vườn ở đây vui lắm, cho nên muốn làm gì làm rồi cả nhà. Chỉ cần rủ thả lưới đi, lưới nhà sẵn luôn. Trời ơi, mới thảy xuống cả nhà, dính được hai con rồi cả nhà. Có mới vừa dính rồi bà anh ơi. Cái này nè bà Phượng. Chừng ông quá rồi, cho đứng đây khò giật cổ có lý. Giật rung rinh cây luôn rồi Phượng ơi. Nè. Ủa, sao không, không, không. Chơi đã nhiều đấy. Thôi thì dở rồi lấy cái khác. Ngoại dở lên ngoại. Đó cả nhà, đó không? Được rồi, gỡ đi ngoại. Gỡ đi rồi đem. Rồi nó mình gỡ được về chiên cho nó thấy nó đâm vô mình. Bà cho mình thả lưới mà có lưới sẵn mà lại còn đi kiếm mịch xốp cho mình nữa cả nhà. Có mấy cây dừa cả nhà mà ong nó đóng từ trên xuống dưới đất vậy nè cả nhà, cho nên không dám leo. Ong này là ong lá nó đánh thôi chứ nó không có mật vậy cả nhà. Nè cả nhà, cho nó gom vô cái nó gom, để nó gom vô hết xịt ngoại ơi. Nè đây nữa cả nhà. Đó nữa thành ra mình không có leo được cả nhà. Ông này nó không có mật vậy, ông lát vậy. Ông quất vừa, ông lũi vô, nó quánh ông quá trời cả nhà. Mưa nè cả nhà, mình đang đứng dành mưa. Giật ra đẩy xe máy Nhật. Đang đi hái dừa trong vườn mưa nè cả nhà. Bực mưa. Kìa bà Phượng có lấy nè. Đây một lưới đầu tiên nè cả nhà. Cả chục con á. Vậy là nay trời mưa mà mình có đồ ăn rồi cả nhà, có cơm rồi. Nguyên cái nhóm của mình không có còn sợ nữa nha cả nhà, không sợ chết đói nữa. Tí nữa mình kiếm rau, mình hái, mình luộc nữa là chiên rồi cả nhà. Rồi cái miếng này rồi luôn cả nhà. Không có gì á. Đó cả nhà.
được ba con. Nay mưa chả... có cả nhà, có nha. Ừ. Mà chủ vườn này cũng ham vui nè cả nhà, bả dầm mưa mới ra đi hái với đi bắt cá với mình. Đó, cái này cũng bộn mà. Ba con. Còn ông quá chừng luôn á ngoại ơi. Ông quá trời mưa mà ông vẫn đi ra ngoài ông mình ông lửa thủ quá cả nhà. Vừa đó ông quá trời luôn nha. Có không? Ừ. Nằm lâu. Tôi nhờ có ông Phúc cũng mừng chứ. Đi bắt cá về là ông quất không à. Đó ông á cả nhà, ông quất ông xịt ông phá tổ ông chút xíu rồi bắt đầu ông leo lên nè. Ông này ông lì lắm. Ông giỏi lắm mà ơi, ông đi chài đồ này kia rồi là về ông tự mặn không á. Bởi vậy nhiều người bình luận mà biết không, người ta nói thấy mình đi về á mà vui cực mà vui dữ lắm. Vui lắm rồi ơi. Chồng tôi mấy tháng mới gặp con bữa rồi để ban. Mà đi cũng cái lộng á. Cũng bên con cái lộng. Bắt lép dạ. Nó càng ngày nữa. Mấy con mà cha. Nó không cha nó. Này không quất, ổng gán mưa mà ổng gán leo luôn cả nhà. Tại cây dừa này sai dữ lắm. Hồi lúc trước mấy tổ ong nó mua quá. Giờ nó phá từ từ rồi cho nên ông này nó không có mật vậy cả nhà. Ông lá, ông lát đó cả nhà. Nè trời mưa, bye bye, chào cả nhà các anh. Chào chào thôi chứ. Trời ơi, biết đi với người ta, tao quẹt thẻ tôi có tiền. Bà chủ này bả vui lắm cả nhà. Đi với ai có thẻ người đó quẹt tôi đi chứ tiền tươi tôi không biết xài trời. Bà chủ xin đi đường dở thử. Có không chị? Không có hả? Nay thu hoạch được nhiêu cả nhà? Vừa vừa khô vừa nạo luôn cả nhà. Vừa không có nó mắc mưa rồi nên nó sẵn nó đi đuổi cá luôn rồi cả nhà. Có không? Nó quần nó mò nè cả nhà. Nãy dính được mấy con giờ nó mò nữa. Về cho đủ ăn bữa nay luôn, bữa cơm luôn cả nhà. Mới đó là gỡ lên nè ông. Nay mắc mưa bé có con giường này mình về luôn cả nhà. Bé xong giường này về. Ai? Ba chào cả nhà. Anh Ba. Kết thúc ngày. Kết thúc một ngày. Lâm lũ là trong áo gạo tiền cả nhà. Rồi, bye bye, xin chào tạm biệt cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ cho kênh Quốc Người nha cả nhà. Xin chân thành cảm ơn cả nhà. Xin chào tạm biệt.